Hello, xin chào chúng mừng các bạn đến với VR Academy. Mình là Gino từ VR Studio và ở video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn 5 website để có thể nhận game bản quyền miễn phí. Và website đầu tiên đó chính là Reddit. Reddit là một website về tin tức xã hội, nơi mà mọi người có thể gửi lên những nội dung mới nhất về các vấn đề trên mạng và những tin tức về game cũng không phải là ngoại lệ. Ở đây hàng ngày thì bạn có thể tìm đọc những tin tức mới nhất về các tựa game được tặng miễn phí và nơi nào để nhận chúng. Website thứ hai, Humble Bundle, là một website bán game bản quyền với một nửa doanh thu thì để làm từ thiện và nửa còn lại thì chia cho nhà phát hành game. Website này thì luôn có những đợt giveaway game chất lượng từ các hãng làm game lớn. Đặc biệt với các game thủ ít tiền thì Humble Bundle còn đem đến cho những gói giảm giá game cực kỳ ấn tượng, chế độ ưu đãi cực lớn với những người đăng ký tháng. Với 9 tựa game được miễn phí mỗi tháng, tương đương với việc bạn chỉ bỏ ra $12 để sở hữu một bộ sưu tập game trị giá hơn $200. Website thứ 3, Steam Gift. Steam Gift sở hữu một cộng đồng khổng lồ, bạn có thể tìm thấy vô số các tựa game được giveaway liên tục ở trên đây. Việc của bạn chính là đăng ký một tài khoản và bắt đầu tham gia vào những sự kiện giveaway. Do website này kết nối với tài khoản Steam của bạn nên bạn sẽ không thể thắng một tựa game khi bạn đã sở hữu tựa game đó trên Steam. Hoạt động càng nhiều trên website thì bạn càng có nhiều cơ hội để đăng ký giveaway và càng có nhiều cơ hội để trúng thưởng. Website thứ 4, Game Season, là một website mang phong cách indie. Ở đây bạn có thể download và chơi thử những tựa game trên Steam để quyết định có mua nó hay không, đồng thời nhận giveaway mỗi tháng. Một ví dụ điển hình là hiện tại Game Season đang giveaway từ game Hitman Absolution. Website thứ 5, Qmailer. Đây là một website thú vị cho YouTuber và streamer. Với website này các bạn có thể yêu cầu game miễn phí từ các nhà phát hành. Đổi lại bạn phải chơi từ game đó ít nhất là 3 video, đăng chúng lên YouTube, Twitch hoặc là Mixer, kèm theo những thẻ tag đã được quy định sẵn khi mà bạn nhận code game. Hoàn thành càng nhiều các yêu cầu của nhà phát hành thì bạn càng có nhiều cơ hội để nhận được các tựa game mới hơn và nhanh hơn. Và đây chính là 5 website để nhận game bản quyền miễn phí. Các bạn đã xem nội dung tại VR Academy, mình là Gino từ VR Studio. Nếu có vấn đề gì thì các bạn comment phía dưới nha. Chúc bạn ngày vẻ, hẹn gặp lại bạn ở video sau nha.